Theo Pontan, hãng xe Trung Quốc Westar Maxus vừa thông báo, mẫu xe bán tải Maxus T60, duy nhất một phiên bản T604WD, số tự động hiện đang bán tại Malaysia. Xe có chiều dài 5.365mm, chiều cao 1.844mm và rộng 2.145mm. Maxus T60 được trang bị động cơ dầu diesel DOHC VGT VM Motori 2.8 lít, 4 xi lanh cho công suất 150 mã lực tại 3.400 vòng trên phút và mô men xoắn 360 Nm trong khoảng từ 1.600 đến 2.800 vòng trên phút. Động cơ được kết nối với hộp số tự động Punch 6 cấp và hệ thống dẫn động 4 bánh điện tử Bockwagner, có thể thay đổi linh hoạt thay đổi giữa các chế độ mà không cần dừng lại. Xe có 3 chế độ lái, Normal, Eco và Power. Ngoài ra còn có bộ khóa vi xay cơ học Eaton mà theo Maxus tuyên bố là loại khóa vi xay cơ học tốt nhất trên thế giới. Đối với bánh xe, loại 17 inch trước đây đã được thay thế bằng hợp kim 19 inch đi kèm với lốp Continental kích thước 255-55. Các trang bị ngoại thất đáng chú ý khác bao gồm đèn pha LED tự động với chùm sáng cao tự động, đèn LED chạy ban ngày, đèn sương mù trước sau, giá nóc bằng nhôm, thanh cân bằng làm từ thép không gỉ, bậc cửa, gương chiếu hậu gập điện và một tấm lót cho thùng xe có dung tích 1.188 lít. Về nội thất, T60 có ghế bọc da màu đen, điều hòa tự động, hệ thống thông tin giải trí qua màn hình cảm ứng 10 inch tích hợp Android Auto và Apple CarPlay, tính năng mở cửa không cần chìa với khởi động bằng nút bấm, vô lăng bọc da đa chức năng tích hợp điều khiển hành trình và công tắc chỉnh âm thanh. Ngoài ra còn có camera lùi, cần gạt nước mưa cảm ứng, kính màu xanh lá cây chống tia cực tím, và ghế trước điều chỉnh điện hoàn toàn lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc, có thể chỉnh 6 hướng cho ghế lái và 4 hướng cho hành khách phía trước. Về mặt an toàn, Maxus T60 đã nhận được xếp hạng an toàn 5 sao, xe được trang bị 4 túi khí, ABS, EBD, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ phanh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ đổ đèo. Xe còn có tính năng can thiệp chuyển động của xe DMI, giúp xe nhận biết các tác động có thể gây lật xe sau đó kích hoạt hệ thống phanh để ngăn chặn việc lật xe. Xe cũng được trang bị phanh đĩa trước sau, hầu hết các xe bán tải cùng phân khúc đều dùng phanh tăng chống phía sau, hệ thống giám sát áp suất lốp, ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX 2 điểm, cảm biến đỗ xe phía sau và hỗ trợ điểm mù có thể sử dụng qua gương chiếu hậu khi xe chạy ở tốc độ 30 km/h. Maxus T60 được cung cấp với 6 màu ngoại thất, đen Obsidian, đỏ Argus, xám Lavender, trắng Blanc, bạc Aurora và xanh Ocean. Maxus T604WD Automatic có giá từ 99.888 RM, khoảng 565,6 triệu đồng.